Xin chào các bác nhé. Đây là sản phẩm thật của cái bộ ốp bậc chân trong ngoài của Santa Fe 19 này, chất liệu titan này. Đây các bác nhìn ở đây là nguyên bản nha các bác nhé. Nguyên tư bóng này, nguyên đai nguyên kiện, chưa bóc gì hết. Đó, khi mình lột cái lớp bên ngoài ra thì nó sẽ màu đen. Đó, nó sẽ màu đen như các bác nhìn trên ảnh ấy. Đằng sau thì nó có băng dính hai mặt để cho các bác dán rất là dễ dàng. Đó. Đây này, em chưa tìm cái bóc thôi, vì nó bóc ra thì nó xước rồi tồn kho nó lâu. Đó, các bác mua hàng cứ liên hệ bên em ở địa chỉ 14 Đồng Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đó, bên em nhận ship cốp toàn quốc các bác nhá. Chỗ nào bên em ship nhận hàng, xem hàng rồi mới thanh toán các bác nhá. Đó, một bộ sản phẩm gồm 8 chi tiết, 4 bậc cửa trên, mỗi cửa gồm 2 chi tiết. 4 cửa là 4 chi tiết. Đó, chất liệu titan cao cấp. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé.